giờ sáng ngày 4 tháng 10 tại sân golf FLC Gopling Sầm Sơn, giải GLC Team Cup lần thứ 12 đã chính thức bắt đầu. Trận mưa to ngày đầu giờ sáng cũng không thể làm cho sức nóng của giải giảm nhiệt chút nào. Những cái bắt tay của thành viên hai đội cho thấy sự gắn bó, đoàn kết của các thành viên trong ngôi nhà chung GLC. Sau khi các thủ tục hoàn tất, họ trở lại hai đầu chiến tuyến để bước vào 8 trận đấu của buổi sáng ngày đầu tiên. 4 trận foursome và 4 trận fourball trong buổi sáng nay hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều diễn biến hấp dẫn khi mà nhiều gương mặt duyên nợ gặp lại nhau. Chiều nay, 8 trận đấu ở nội dung fourball và foursome sẽ tiếp tục diễn ra. Điều hấp dẫn của giải đấu này là mặc dù các thành viên hai đội đều sinh sống trong ngôi nhà chung GLC, nhưng không vì thế mà các trận đối đầu kém đi phần quyết liệt và căng thẳng. Không hề có sự nhân nhượng khi mỗi thành viên khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Bắc Nam GLC.